Bây giờ thì tôi muốn dành một ít thời gian để mà nói thêm về cái sự kiện liên quan tới cập nhật Ethereum sang 2 trong tuần này. Và tôi mới thấy một cái thuyết cũng được khá nhiều bạn quan tâm. Đây là một cái thuyết đó, người này nói là nếu như mà các bạn đang lo lắng là khi mà có cập nhật sang 2 thì lại có nhiều người rút Ether rồi để bán khả năng đó bây giờ không có cao. Tại vì nếu chúng ta nhìn vào cái số lượng Ether mà đang chờ để được rút đó, có thể là nhiều bạn không có biết, bất cứ những ai mà đang lo lắng mà muốn rút về thì các bạn cần phải xếp hàng tại vì khi mà bắt đầu có khi sang hai đây thì không phải là tất cả được rút hết cùng một lúc cho nên những ai muốn rút đó thì người ta có thể đi vào một cái xếp hàng gọi là exit có nghĩa là các bạn muốn chuẩn bị rời khỏi staking và lấy ether của mình ra khỏi đó nhưng mà cho tới ngày hôm nay khi mà các bạn nhìn vào tài liệu trên mạng của ether thì các bạn thấy được là exiting zero nghĩa là hiện bây giờ không có ai xếp hàng để mà rút ether hết từ đây đến cái ngày mà cập nhật cho chúng ta còn 3 ngày nữa thì tới lúc đó chúng ta có thấy con số này tăng hay không đó thì đương nhiên tới đó mới biết được nhưng mà ngay bây giờ nếu như nói là mọi người muốn xếp hàng để mà rút Ether sớm nhất có thể thì bây giờ chúng ta không thấy dấu hiệu đó. Đây là một cái thuyết được nhiều người đề cập đến cho nên tôi cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ cho những bạn nào mà đang lưu trữ Ethereum và đang quan tâm đến cái sự kiện cập nhật Shanghai. Tôi cũng rất là quan tâm khi nào mà có những thông tin mới nhất tôi sẽ cập nhật với các bạn. Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là liên quan đến cái sự thay đổi danh mục đầu tư của Warren Buffett của công ty của ông ta là Berkshire Hathaway theo năm tháng như thế nào Đi thường chia sẻ cái video ngắn này với các bạn nó khoảng chừng là 1 phút 31 giây mà thôi Vì thường cảm thấy là nó sẽ giúp đỡ được cho nhiều bạn Mặc dù là Warren Buffett là một người mà không có thích Bitcoin crypto nói chung Nhưng mà về cái phương diện đầu tư đó thì tôi nghĩ là chúng ta cũng có thể học được nhiều thứ từ Warren Buffett Đi thường chia sẻ cái video ngắn này rồi sau đó thường sẽ tiếp tục chia sẻ thêm thông tin với các bạn và các bạn thấy được là bên trên này là sự thay đổi à, của những công ty mà được lưu trữ bởi Warren Buffett và bên dưới này là cái số năm. Như thế nào mà muốn xem video này thì thường đã đăng ở trên những mạng xã hội như là Facebook, Twitter rồi các bạn có thể lên đó để mà xem à, một cách chi tiết hơn. Điều mà các bạn bắt đầu thấy được là cái số lượng tiền mặt của Warren Buffett đã tăng theo thời gian bắt đầu từ năm 2003 có lúc cái số lượng tiền mặt còn hơn 50% của cái số lượng đầu tư Đây là một điều mà tôi nghĩ là không phải ai cũng làm được rồi các bạn Thường đó, thì khi chúng ta lưu trữ nhiều tiền mặt Thì chúng ta lại bị FOMO sợ là tiền mặt giữ nhiều quá lỡ như mà Thị trường tăng trưởng thì chúng ta không có lợi nhuận như mong muốn Nhưng mà Warren Buffett lại khác các bạn Ông ta có thể lưu trữ một số tiền mặt một thời gian dài như các bạn nhìn thấy trên màn hình và đó cũng là lý do tại sao mà các bạn cũng đã hiểu là thuận có một số tiền mặt trong danh mục đầu tư của thuận lúc nào cũng sẽ lưu trữ một cái phần trăm ấn định và sẽ thường không để cho nó xuống dưới phần trăm đó trong cái thời điểm mà chúng ta biết có cái sự cố liên quan tới USDC thì Thuận đã chuyển hết những đồng USDC đó qua BTC rồi sau đó BTC lại có cái sự tăng trưởng từ cái mức là các bạn đã nhớ từ 20.000 tăng thẳng lên tới mức là 29.000 thì Thuần đã phải bán bớt đi BTC chút lời là một phần nhưng mà một phần khác quan trọng hơn đó là để cân bằng lại cái số lượng tiền mặt lúc nào thùng cũng muốn lưu trữ một số lượng tiền mặt và đây là cái kênh đầu tư của Warren Buffett từ năm 1994 đến năm 2022 nhưng mà nào mà theo dõi Warren Buffett cũng đã biết à, ông ta cũng đã từng nói là không hiểu và không đầu tư vào những công ty công nghệ. Thậm chí Warren Buffett cũng không có điện thoại iPhone cho nó mãi đến gần đây luôn các bạn. Warren Buffett là một trong những người đã từng nổi tiếng nói là ông ta cũng không có sử dụng máy di tính. Nhưng mà chúng ta đang thấy được là bắt đầu từ năm 2016 thì Warren Buffett đã đầu tư vào công ty Apple và tính tới bây giờ đó Apple là công ty chiếm vị trí đứng đầu trong danh mục đầu tư này các bạn đã thấy được là tới 36.7% à, và đương nhiên đây là một công ty chuyên về công nghệ nhưng mà chúng ta cũng thấy được là có một phần chúng ta không rõ là orders trong đó là có những cái gì trong đó chúng ta chưa có rõ hiện bây giờ thuận đó thì nghĩ là không gì là không thể một ngày nào đó Bitcoin cũng có thể trong danh mục đầu tư này nhưng mà như nhiều bạn đã đề cập đến phần quản lý tiền mặt của Warren Buffett thật sự là đáng học hỏi đối với nhiều bạn và đối với Thuận đó, thật ra trên căn bản á, Berkshire Hathaway cũng đã đầu tư gián tiếp vào thị trường crypto đây rồi. Tại sao lại nói như vậy? Các bạn có biết là Warren Buffett rất là thích đầu tư vào ngân hàng và một trong những ngân hàng mà ông ta lưu trữ rất là nhiều cổ phiếu đó chính là Bank of America. Và như các bạn nhìn thấy trên màn hình, đó, các bạn có biết Bank of America là cổ đông lớn của Michael Strategy. Và không chỉ riêng là Bank of America, các bạn thấy được là trong quý 1 đó, thống kê cho thấy được là công ty Fidelity và Bank of America đã thu mua hơn 75 triệu đô la cổ phiếu của Michael Strategy À, thì đương nhiên đây là một trong những cái dẫn chứng cho thấy được là Fidelity và Bank America rất là bullish về tương lai của BTC tại vì công ty MicroStrategy trên căn bản là đầu tư gián tiếp mà. Các bạn thấy được là MicroStrategy đi thu mua BTC rồi những công ty này lại đi thu mua cổ phiếu của MicroStrategy. Và không chỉ riêng là Bank America và Fidelity đâu các bạn. Đây là hai công ty lớn. Nhưng mà chúng ta cũng có những công ty như là BlackRock, Vanguard cũng là những cổ đông lớn nhất của MicroStrategy. Và một trong những người mà luôn liên tục thu mua cổ phiếu MicroStrategy chị cũng là ARK Invest của Cathie Wood Như bạn cũng đã biết rồi Và nếu như chúng ta nhìn vào cái danh mục đầu tư này thì Warren Buffett lưu trữ rất là nhiều cổ phiếu của Bank America Thì đương nhiên cũng có một cái sự gián tiếp đầu tư vào crypto này và chúng ta cũng có thể thấy được là tại sao mà MicroStrategy lại lâu lâu có tiền để mà đi thu mua BTC tiếp tục tại vì họ vẫn có thể bán cổ phiếu được các bạn đó cũng là một phần thu nhập và chúng ta cũng có thể thấy được là MicroStrategy thì họ vẫn kinh doanh nhưng mà không chỉ riêng là ngân hàng Bank of America các bạn nào mà theo dõi kênh cũng đã nhớ là Warren Buffett cũng là cổ đông lớn của một ngân hàng ở Brazil có tên là Nubank đây là một trong những ngân hàng mà Warren Buffett đã đầu tư 500 triệu đô la Và đây là một ngân hàng mà chuyên cung cấp dịch vụ cho ngành crypto các bạn Đó là điều thứ nhì Điều thứ ba nữa đó rất là thú vị Nếu như mà một ngày nào đó chúng ta biết là Apple là một những công ty đã lưu trữ crypto một thời gian rồi Thì nghĩ là sẽ rất là thú vị Gần đây chúng ta cũng đã biết là từ lúc mà chúng ta có cái Mac OS Mojave từ năm 2018 tới bây giờ đó, thì uh, mỗi một cái Mac OS đều có một phiên bản Bitcoin White Paper trong đó thường cũng đã chia sẻ thông tin này cách đây 3 ngày với các bạn và đương nhiên chúng ta có nhiều tin đồn là có phải là Steve Jobs uh, là Satoshi hay là không tại vì Steve Jobs qua đời năm 2011 và lần cuối cùng chúng ta nghe nói tới Satoshi là tháng 12 của năm 2010 thì đây là những cái sự trùng hợp hay là, là đây thực sự để dẫn chứng cho Steve Jobs là Satoshi thì đương nhiên không ai biết rồi các bạn hay là nhiều người nói là có phải Tim Cook là Satoshi hay là không thì cái đó cũng không ai biết điều mà chúng ta biết là Tim Cook cũng là một người thích crypto tuy nhiên Tim Cook cũng đã nói trong một cuộc phỏng vấn cách đây 2 năm đó là công ty Apple thì vẫn chưa có bất cứ ý định nào chấp nhận crypto làm phương tiện thanh toán nhưng mà bản thân của Tim Cook à, là một trong những người mà cũng lưu trữ crypto để thường chia sẻ cái clip ngắn này với các bạn. Thì trong clip ngắn này đó, Andrew Sorkin, cái người bên tay trái xã hội là đối với lại Tim Cook, ông ta nghĩ như thế nào về crypto, ông ta có lưu trữ crypto hay là không? Thì các bạn hãy xem cái câu trả lời à, đến từ Tim Cook. You might not do it personally, Do you own crypto and any Bitcoin or Ethereum? Would you play around with this? I, I do, yeah. I think it's reasonable to own it as a, as a part of a diversified portfolio. And I'm not giving anybody uh, investment advice, by the way. <laughs> when, when did you get interested in it? Uh, I've been interested in it for a while. And uh, I've you know, been researching it and, and, and so forth. And so uh, I think it's interesting. A lot of people. I don't know if you've talked about this publicly before. Are, are people going to say that you're a Bitcoin bull? <laughs> I don't know what they're going to say. I wouldn't. I don't want to put any uh, labels on me. It's just that uh, it's something that, uh, from a personal point of view, I'm I'm interested in. Bạn thấy được là Tim Cook cái câu mà khá là thú vị đó chính là khi Andrew hỏi là khi nào Tim Cook bắt đầu tìm hiểu hay là thích? Bitcoin hay là crypto, thì Tim Cook nói là tôi đã thích một thời gian rồi nhưng mà không nói rõ là bao nhiêu Và Andrew Sarkin nói có phải Tim Cook là một Bitcoin bull hay là không Thì uh, Tim Cook chỉ cười mà thôi chứ không phải trả lời câu hỏi đó Ít ra chúng ta biết Tim Cook là một người mà lưu trữ Bitcoin Lý do tại sao thì Tim Cook nói là một người đầu tư uh, thì cũng nên nghĩ đến tích một phần BTC như là đa dạng hóa những bộ đầu tư của mình cho nên một ngày nào đó nếu như chúng ta à, biết là Warren Buffett đầu tư rất nhiều vào công ty Apple nhưng mà Apple lại là một công ty mà có lưu trữ Bitcoin thì cảm thấy lúc đó sẽ rất là thú vị. Rồi trở lại chúng ta nói tới Michael Stride đi, thì Michael Stride là một trong công ty mà tích lũy rất nhiều BTC các bạn cũng đã biết bây giờ đã lưu trữ tới 140.000 BTC rồi. Nếu như mà BTC lên được cái mức giá là 500.000, 1 triệu đô như là nhiều người nói tới thì Michael sẽ là một trong những công ty đáng giá nhất ở trên thế giới này. Nhưng mà có một số người lại nói là Michael Strategy đã bỏ ra tổng cộng tính tới bây giờ đó là họ đã bỏ ra khoảng chừng 4,2 tỷ đô la để có thể thu mua được là 140.000 BTC. Đương nhiên là họ thu mua theo thời gian và các bạn có đã biết là cái mức giá trung bình họ thu mua từ tháng 8 của năm 2020 tới bây giờ mức giá trung bình là khoảng 29.800 đô có nghĩa là ngay bây giờ họ vẫn đang lỗ một chút, không phải là lỗ nhiều lắm nhưng mà họ vẫn đang lỗ một chút các bạn. Nhưng mà chúng ta nếu như mà thấy cái số lượng tiền này mà đi thu mua Ethereum thì kết quả sẽ ra sao? Nhiều người đó thì nói là Michael Saylor là một người không có thông minh Không phải là tại vì ông ta đi thu mua BTC Mà lý do là tại vì nếu như ông ta lấy số tiền đó mà đi thu mua Ethereum Thì kết quả sẽ khác nhiều Có một trang web đó họ đã tính ra được là nếu như mà lấy cái số tiền đó đi thu mua Ethereum Thì bây giờ số lượng Ethereum đó Michael strategy có thể lưu trữ được là 3.681.627 Ether, đáng giá là 6.8 tỷ Trong khi mà lưu trữ BTC đã bây giờ chỉ đáng giá có 3.9 tỷ mà thôi Sự khác nhau là gần như 3 tỷ đô la Bây giờ nếu như mà họ lưu trữ Ethereum thì họ đã có lời rất nhiều rồi Cho nên như người nói là Michael Saylor thật sự không có thông minh như người nghĩ Tại vì nếu như lưu trữ Ether thì kết quả đã khác Tuy nhiên các bạn đã biết là michael Saylor là một trong những người mà không có thích bất cứ đồng nào ngoại trừ btc và một trong những điều mà thuận không có đồng ý với lại nhiều người khi mà họ chỉ tin tưởng như btc mà thôi nhưng mà ngược lại họ lại đi tấn công những đồng khác đó là điều mà Thuận không có đồng ý các bạn đương nhiên mỗi người sẽ có mỗi quan điểm bản thân thuận thì rất là yêu thích btc các bạn cũng đã biết là thuận lưu trữ nhiều nhất là btc nhưng mà Thuận vẫn lưu trữ những đồng khác để mà đa dạng quá trình một đầu tư của mình và thuận sẽ chia sẻ thêm với các bạn khi mà chúng ta bắt đầu tiến vào cái mùa bull market trên căn bản đó các bạn cũng cần phải có altcoin tại vì altcoin sẽ là cái mà cho các bạn lợi nhuận cao nhất có thể BTC cũng sẽ cho các bạn lợi nhuận nhưng mà ngoài giờ các bạn có một vị thế tốt tích lũy một thời gian dài chứ nếu không đó, thì chúng ta cũng cần phải có altcoin và như bạn có đã biết là tất cả những lợi nhuận mà thường có trong cái đợt tăng trưởng năm 2021 đó phần lớn lợi nhuận là không phải đến từ BTC các bạn có nhớ thường đừng chia sẻ anh thực ra thường bán rất ít btc trong đợt tăng trưởng vừa rồi rất ít luôn hầu như là cái số lượng btc đó không mất mát là nhiều hết mà bây giờ thường tích lũy thêm nhưng mà cái số lượng thường bán nhiều hơn đó chính là bnb và tvm tại vì đây là hai đồng mà có sự tăng trưởng cực kỳ nhanh và mang đến lợi nhuận cho thuận cái mà thường không đồng ý đây là đương nhiên mọi người có thể là họ chỉ thích BTC mà thôi họ không thích những đồng khác thì đó là cái quan điểm của mọi người nhưng mà chúng ta có một số những người đi theo chủ nghĩa Bitcoin có nghĩa là Bitcoin maximalist à, thì đây là những người mà không những là họ chỉ thích Bitcoin không mà họ luôn liên tục tấn công thị trường altcoin và họ là những người mà gây ra nhiều cái sự lo ngại đó và đương nhiên trong đó cũng có Michael Saylor các bạn Michael Saylor đó là cũng nói là tất cả là chứng khoán hết các bạn thấy được là đương nhiên đây không phải là một điều tốt cho thị trường crypto này Nếu như chúng ta chỉ có BTC không Thị trường này bây giờ đã khác rất là nhiều rồi Đó là cái quan điểm cá nhân của tôi Chúng ta cần phải uh, có những cái đồng khác Chúng ta cần phải có đa dạng hóa cái hệ sinh thái của crypto này Chúng ta nếu như chỉ có BTC không đó, Thì uh, thị trường này có thể đã không lớn mạnh như bây giờ, theo thuận là như vậy. Tại vì tuy là những người mà họ chỉ thích BTC họ nói là lý do sao mà giá của BTC không có tăng như là nhiều người mong đợi tại vì có quá nhiều tiền đi vào những cái altcoin thì cái đó cũng là một suy nghĩ mà thôi. Ngược lại, chúng ta cần phải suy nghĩ là nếu như mà không có altcoin, không có những meme coin mà thu hút những người mới đi vào thị trường này, dù các bạn thích thì không thích thì nữa đó, chúng ta cũng không thể phủ nhận là chúng ta có những cái như là meme coin, chúng ta có NFT, đó là những cái động lực thu hút rất là nhiều những người mới tham gia vào tìm hiểu thị trường này chứ không, không phải là BTC thì thị trường này vốn hóa có nhiều như bây giờ hay là không nếu chúng ta không có những cái đó và nếu như chúng ta nói tới là thị trường crypto này đã cần phải đồng lòng với nhau để mà tiếp tục tiến triển và có nền tảng vững chắc thì chúng ta không nên tự tấn công lẫn nhau như vậy các bạn đã thấy được những cái đơn vị như là SEC đó họ đã muốn loại bỏ hết những cái altcoin mà chúng ta có những người thích BTC mà không đến chữ o mà cứ liên tục tấn công gây ra nhiều cái tin phết như vậy đó thì sẽ dẫn đến là thị trường này sẽ khó dựng chắc được đó là cái suy nghĩ của Thuần tại vì các bạn nên hiểu một ngày nào đó nếu như mà sec thành công loại bỏ hết tất cả những o và loại bỏ luôn cả tiêu thì các bạn nghĩ SEC có để yên cho BTC hay là không? Tôi không nghĩ gì đâu. Tới lúc đó họ sẽ tập trung hết để mà tấn công BTC tại vì bây giờ đã không còn all coin nữa. Cho nên all coin cũng là một cái gì đó là nền trắng để mà bảo vệ BTC. Đó là một cách suy nghĩ. Như mình nói tới BTC đó thì uh... Tuy là chúng ta nói rất là nhiều thông tin về Hoa Kỳ, nhưng mà trên căn bản đó đây là một cái hệ thống thực sự được phi tập trung và mang đến lợi nhuận cho nên các bạn thấy là quốc gia này không chấp nhận, quốc gia kia sẽ chấp nhận, nơi này không chấp nhận thì thành phố khác sẽ chấp nhận. Chúng ta có thể thấy được một cái thống kê à, đây là thống kê đến từ nước Nga các bạn và tính tới cuối quý 1 của năm nay thì nước Nga đã trở thành quốc gia đào Bitcoin khôi lớn thứ hai trên thế giới và đã tạo ra 1 gigawatt năng lượng trong 3 tháng đầu năm 2023. Mỹ đang là quốc gia có sức mạnh đào lớn nhất à, khoảng chừng là 3-4 gw công suất có nghĩa là gấp 3-4 lần của nước Nga hiện bây giờ. Và hiện bây giờ đó, đối với lại The Moscow Times thì họ thống kê là việc sử dụng các loại tiền crypto như Bitcoin đó vẫn bị hạn chế Nga. Người dân có thể giữ chúng nhưng mà không được phép sử dụng chúng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ. Nga đã trợ cấp cho một cơ sở đào Bitcoin ở Siberia và cơ sở này à, được quản lý bởi River các khoản nợ cấp bao gồm thuế đất bằng không giảm thuế thu nhập và chi phí điện giảm một nửa điều thú vị nước nga đó là tuy là chính phủ ủng hộ crypto đào bitcoin nhưng mà ngược lại đó thì họ chỉ ủng hộ à, về việc là chính phủ tự lưu trữ crypto hay là dùng crypto làm phương tiện thanh toán quốc tế nhưng mà họ lại không khuyến khích à, người Nga sử dụng crypto dù sao đi nữa chúng ta cũng thấy được là sau khi mà trung quốc cấm đạo thì à, tất cả mọi người đều sẽ đi tới một quốc gia nào đó thân thiện hơn và hiện bây giờ hoa kỳ vẫn đang đứng đầu các bạn và trước đây đó thì các bạn thấy được là hoa kỳ rồi sau đó chúng ta có nước kazakhstan nhưng mà nước kazakhstan đó, hầu như là họ à, không có đủ cái nguồn điện dẫn đến là họ thường xuyên ngắt điện không có cho đào bitcoin nữa dẫn đến là nhiều quốc gia bây giờ họ đã chuyển qua để mà đào ở nước nga rồi hiện bây giờ như các bạn thấy được là xếp hạng đó thì hoa kỳ là đứng đầu bảng danh sách đào BDC hiện bây giờ kế đó là chúng ta có nước nga rồi kế đó nữa là chúng ta có Canada Malaysia Argentina Iceland Palau Kazakhstan và cuối cùng là Ireland đây là những quốc gia đào BDC lớn hiện tại Trung Quốc vẫn còn đào các bạn tại vì Trung Quốc chỉ cấm một số những cái thành phố như là tứ xuyên mà thôi nhưng mà không có nhiều như trước đây nữa